Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Anton kính chào quý vị. Việt Nam phát tín hiệu lẫn lộn về tạm ngừng xuất khẩu gạo. Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam về vụ ông Phạm Chí Dũng. 6 di dân lậu người Việt trốn trại cách ly ở miền Tây Đài Loan. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Thủ tướng Việt Nam hôm 25 tháng 3 yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới. Văn phòng Chính phủ cùng ngày gửi văn bản đến các bộ Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo. Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ xem xét quyết định việc điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, một quan chức Chính phủ về lương thực nói với Reuters hôm 24 tháng 3 rằng Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu gạo dù Hải quan Việt Nam cùng ngày đưa ra lệnh không cho phép xuất khẩu gạo từ 0 giờ theo lệnh của Thủ tướng Phúc để đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hành hoành. Ông Phúc nói với phóng viên VOA hôm 24 tháng 3 qua điện thoại rằng ông đang bàn để xử lý cho tốt khi được hỏi về vấn đề dừng xuất khẩu gạo. Ngay sau khi Hải quan Việt Nam thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tạm dừng xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo sau khi tiếp nhận phản ánh của một số doanh nghiệp. Những thông điệp lẫn lộn trên đã gây hoang mang đối với thị trường trong nước, theo những thương lái buôn gạo cho Reuters biết. Để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh corona trên địa bàn, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã trưng dụng ký túc xá Đại học Quốc gia tại quận Thủ Đức để làm khu cách ly tập trung của thành phố. Bà Hấn, người có nhà gần khu ký túc xá, kể về những chuyến xe đưa người đi cách ly. Bữa thì buổi chiều, bữa thì buổi sáng sớm, 5 giờ người ta chở đi rồi. Thì cô thấy mỗi buổi là cũng 90 xe, đông lắm. Dồn hết ở trên Sài Gòn xuống đây, cách ly khu A, khu B. Thân nhân của người bị cách ly đã mang hàng hóa đến đây để gửi cho người thân. Thì người nào cũng giường, chứ người nào cũng giường nằm bình thường thôi, y như nhà mình thôi, nhưng mà có một cái nó không có thoải mái thôi, chút thôi. Nhưng mà ở đây nó cũng có công viên, cũng cho xuống đi tới lui, chứ đâu phải bắt buộc nằm trong phòng ngoài đâu. Cũng hít thở không khí trong lành ở ngoài, ăn uống cũng bình thường. Theo lời của ông Sô, mặc dù hiện tại nhà chức trách đã thông báo dừng nhận hàng hóa, vật phẩm từ bên ngoài gửi vào cho người đang cách ly, song nhiều gia đình vẫn cố tìm mọi cách chạy vay để nhờ chuyển vật phẩm vì sợ người thân sống trong khu ký túc xá thiếu thốn. Bà Hấn kể về chuyện tiếp tế. Tiếp tế thì người ta chở nước với mì tôm này kia thì mình cứ thấy xe nó chở xuống thì bảo là tiếp tế cho mấy người cách ly thôi. Nhiều hàng điện máy cũng được thân nhân mang đến để tiếp tế, bà Hòa kể. Tôi thì còn đem tủ lạnh cho con nữa kìa. Đó. Lại tại cũng có khi chị thấy chạy đây nè, thấy mấy người đó chắc chị ngoại là chắc sợ con người ta và thiếu thốn này kia. 14 ngày cách ly rồi sẽ qua đi, nên theo ông Sô không cần tiếp tế quá nhiều. Ví dụ như nhẹ ba cái gì mà cần thiết thôi. Gửi đây người ta cách ly mà tụ tập đông người quá rồi gửi ba cái tủ lạnh, ba cái giường chiếu mền gối, ai mà gửi ba cái đó. Gửi những vật dụng nào cần thiết, kem bằng chải đánh răng, khăn mặt rồi thôi chứ. Trong đó người ta cũng ăn uống đầy đủ rồi, đâu có thiếu thốn gì đâu, gửi đầy quá. Đó, đứng mà bu vậy đó, cách ly gì. Người dân vẫn đến gửi đồ, mặc dù có thông báo dừng nhận, ông Sô kể. Cái ông kia ông nói gửi cái gì, nói chú gửi ba khẩu trang nè. Mà nói phải khui hàng ra, cái ông kia ông nói không có nhận gì hết á. Thôi chú đem về đi, đây đầy đủ rồi, không có thiếu thốn gì đâu. Rồi thôi chú thấy vậy thôi, chú đem về luôn cho rồi. Khi bị cách ly thì thường thân nhân không mấy yên tâm việc người nhà của mình phải sống trong cảnh chịu nhiều hạn chế sinh hoạt. Hơn nữa, với số lượng người bị cách ly gần cả chục ngàn người như vậy, cũng ít nhiều tâm lý lo ngại về sự thiếu chu đáo trong phục vụ. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào?
80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. 6 công dân Việt Nam bị bắt vì tìm cách xâm nhập trộm vào Đài Loan vừa đào thoát khỏi cơ sở tạm giữ và cách ly ở miền Tây Đài Loan vào sáng thứ Ba 24 tháng 3. Hôm 21 tháng 3, lực lượng tuần duyên Đài Loan CGA đã bắt giữ tổng cộng 31 công dân Việt Nam không có giấy tờ, trong đó có 24 người đàn ông và 7 phụ nữ. Họ trốn trong một tàu đánh cá Đài Loan ngoài khơi đảo Tiểu Lưu Cầu. Tuy nhiên, vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 3, các nhân viên CGA phát hiện ra rằng 6 trong tổng số những người bị tạm giam đã trốn thoát. Ông Su Chi Linh, cục phó của CGA, nói rằng 6 người đó đã được các nhân viên phòng chống dịch bệnh khám cẩn thận và không ai trong số họ có triệu chứng của virus corona Vũ Hán COVID-19. Ông kêu gọi công chúng Đài Loan không hoảng sợ và cho biết là các nhân viên làm nhiệm vụ vào thời điểm đó sẽ bị khiển trách. Cục Phó Su nói thêm rằng lực lượng canh gác đã được bổ sung để đảm bảo an ninh tốt hơn. Quan chức này cho biết tên của 6 người trốn thoát là Đào Văn Coi, 29 tuổi, Trần Văn Tuấn, 26 tuổi, Quất Văn Bắc, 28 tuổi, Hoàng Nghĩa Cường, 30 tuổi, Nguyễn Văn Hải, 33 tuổi và Nguyễn Văn Tuấn, 35 tuổi. 4 chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc đầu năm nay gửi kháng thư chất vấn chính phủ Việt Nam về việc bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập. Họ yêu cầu phản hồi trong 60 ngày. 4 chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do biểu đạt, Phó Chủ tịch nhóm công tác về giam giữ tùy tiện, báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp và lập hội và báo cáo viên đặc biệt về tình hình những người bảo vệ nhân quyền. Thư chất vấn của họ được Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cập nhật lên mạng hôm 22 tháng 3 viết rằng 4 chuyên gia quan ngại về việc giam giữ tùy tiện ông Phạm Chí Dũng và có thể là ông không được gặp gia đình hoặc luật sư. Bức thư cũng cáo buộc việc bắt giam ông Phạm Chí Dũng là một hành động trả thù cho hoạt động tuyên truyền nhân quyền của ông. Anh ấy chưa được gặp luật sư, bà Bùi Thị Hồng Loan, vợ của ông Phạm Chí Dũng cho VOA biết trong một tin nhắn gần đây. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cộng tác viên của VOA, đồng thời là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, bị bắt vào tháng 11 năm 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cũng liên quan đến vụ án Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, hôm 25 tháng 3, cho VOA biết ông cũng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội gửi giấy mời làm việc, nhưng ông từ chối lời mời vì lý do sức khỏe và lo ngại dịch bệnh COVID-19. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Các bệnh viện tại Madrid, Tây Ban Nha quá tải vì bệnh nhân COVID-19. Trong lúc nước này báo cáo số tử vong vì virus corona hơn 700 người hôm 25 tháng 3, hơn hẳn ở Trung Quốc. Tại bệnh viện Severo Ochoa bên ngoài Madrid, bác sĩ cấp cứu Luis Diaz Izquierdo cho biết, có khi ông và các đồng nghiệp phải chăm sóc điều trị cho 280 bệnh nhân một lúc, dù khả năng chỉ có thể chữa trị cho 80 người. Nhiều bệnh nhân được chuyển đến những bệnh viện khác, trong đó có một bệnh viện dã chiến được dựng lên tại khu phức hợp hội chợ thương mại IFEMA, nhưng mỗi ngày đều có bệnh nhân nhập viện. Bộ Y tế nói rằng Tây Ban Nha ghi nhận số tử vong hàng ngày tăng với 738 người chết, nâng tổng số người thiệt mạng vì virus corona lên thành 3.434 người, vượt qua số tử vong ở Trung Quốc là 3.285 người chết. Đối với hầu hết mọi người, virus corona gây nên những triệu chứng nhẹ hay trung bình như sốt và ho, và khỏi hẳn trong 2 hay 3 tuần. Đối với một số người, đặc biệt là những người lớn tuổi hay những người đang có vấn đề về sức khỏe, virus có thể gây ra những chứng bệnh trầm trọng hơn. Bệnh viện công Pichat tại Paris hoạt động ngày đêm để chữa trị các bệnh nhân COVID-19 trong lúc các ca lây nhiễm tiếp tục tăng trên cả nước.
khu vực Paris cùng với vùng Grand Est miền Bắc nước Pháp bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các bệnh viện tại Île-de-France điều trị cho cư dân Paris và vùng phụ cận hiện phải chăm sóc cho hơn 1.000 bệnh nhân virus corona đang trong tình trạng nguy kịch. Theo lời ông Martin Hirsch, Tổng Giám đốc Tổng cục Trợ giúp các bệnh viện công ở Paris cho biết, ông kêu gọi được cấp thêm máy thở và cho hay bệnh viện cần thêm hàng ngàn nhân viên y tế để chữa trị cho bệnh nhân. Ngày 24 tháng 3, Pháp báo cáo tổng cộng 1.100 ca tử vong vì virus corona. Pháp hiện có 22.300 ca xác nhận lây nhiễm và 10.176 bệnh nhân nằm bệnh viện, trong đó có 2.516 người trong tình trạng nguy kịch. Thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, theo văn phòng thái tử ngày 25 tháng 3 thông báo. Thái tử Charles, năm nay 71 tuổi, có những triệu chứng COVID-19 nhẹ và đang tự cách ly tại cung điện hoàng gia ở Scotland, theo văn phòng Clarence House cho biết. Văn phòng nói thêm, vợ ông là bà Camilla, 72 tuổi, xét nghiệm âm tính. Hãng tin Press Association của Anh dẫn một nguồn tin cho hay, cả thái tử và nữ công tước tinh thần vẫn lạc quan và thái tử Charles không nằm liệt giường. Xét nghiệm do Dịch vụ Y tế Quốc gia Scotland thực hiện. Chưa thể xác định được ai là người đã lây nhiễm virus cho thái tử do số lượng lớn sự kiện mà ông tham gia trong những tuần gần đây. Điện Buckingham nói nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hiện vẫn ở tư dinh ở Windsor. Điện Buckingham cho hay sức khỏe nữ hoàng vẫn tốt. Lần cuối cùng, nữ hoàng gặp thái tử Charles là sáng 12 tháng 3 và bà đang theo đúng những chỉ dẫn liên hệ đến sức khỏe của bà. Sự kiện công cộng cuối cùng mà thái tử Charles tham gia là vào ngày 12 tháng 3. Ông đã có một số cuộc họp riêng tư và những người tham dự đều được cho biết về tình trạng sức khỏe của ông. Thái Lan ban hành tình trạng khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng virus corona, theo lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố ngày 25 tháng 3. Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 3 và sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 4. Chúng ta phải chấp nhận sự thật là Thái Lan đang ở một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và tình hình có thể tiến triển nhanh chóng và tồi tệ hơn nhiều. Các biện pháp khẩn cấp bao gồm đóng cửa một số cơ sở, hạn chế biên giới và kiểm soát giá cả. Hầu hết người nước ngoài sẽ bị cấm nhập cảnh và những cuộc tập họp cũng như những vụ tụ tập đông người sẽ bị cấm. Ngày 24 tháng 3, Thái Lan xác nhận có 106 ca COVID-19 mới, nâng tổng số lên 827 ca. 3 người chết được báo cáo, nâng con số tử vong lên thành 4. Triều Tiên một mực khẳng định không có ca COVID-19 nào trong nước, 2 tháng sau khi Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới và áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt để chặn đứng sự lây lan của virus. Park Myung-soo, Chủ tịch Hội đồng Thanh tra Vệ sinh Quốc gia loan báo hôm 25 tháng 3 tại Bình Nhưỡng. Rất may, cho đến nay, không một người nào lây nhiễm COVID-19 tại đất nước của chúng ta. Ông Park nói thêm là từ khởi điểm của dịch bệnh bùng phát, việc thanh tra nghiêm ngặt và các biện pháp cách ly đối với những người nước ngoài nhập cảnh đã được thực hiện. Ông cho biết, chúng tôi đóng cửa biên giới và hoàn toàn cấm việc đi lại bằng đường hàng không và đường biển. Cho đến nay, những biện pháp ngăn chặn này được tiếp tục thi hành. Chúng tôi sẽ củng cố thêm những công tác chống dịch bệnh để ngăn ngừa COVID-19 xâm nhập và áp dụng các biện pháp một cách toàn diện để không có một ca lây nhiễm COVID-19 nào. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh đến những biện pháp cảnh giác tối đa chống lại virus corona trong buổi họp của Bộ Chính trị vào cuối tháng 2. Truyền thông nhà nước tại quốc gia xã hội chủ nghĩa thường xuyên loan tin lây lan của COVID-19 trên thế giới và chỉ dẫn cho người dân Triều Tiên cách tăng cường các biện pháp vệ sinh. Việc này xảy ra giữa lúc thế giới quan ngại về khả năng Triều Tiên có thể đối phó với virus corona vì năng lực rất hạn chế của Triều Tiên trong lĩnh vực y tế về phương diện trang bị và thuốc men. Đây là hình ảnh thường thấy của các trung tâm thương mại ở Mỹ trong hơn một tuần trở lại đây. Số lượng người tìm tới các trung tâm thương mại như thế này có thể nói đã giảm tới trên 80%. Chỉ còn những dịch vụ thiết yếu như dịch vụ chăm sóc cấp cứu về y tế, cùng các khu chợ bán thực phẩm và thuốc men là còn mở cửa như thường lệ. Phía bên trong các khu chợ này, thực phẩm chất đầy nhưng không có nhiều người tìm tới như vài tuần trước. Phần lớn các mặt hàng phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày đều sẵn có, nhưng một số thực phẩm thiết yếu thì vẫn còn trong tình trạng khan hiếm và một số đã bị giới hạn về số lượng mua để đảm bảo mọi người đều có thể mua được.
Như vậy là tôi đã hoàn thành xong buổi đi chợ khá là thảnh thơi của mình. Mặc dù một số thực phẩm thiết yếu, ví dụ như là trứng và sữa, đã có sự hạn chế về số lượng. Ví dụ như sữa thì chỉ được mua tối đa 3 bình, còn trứng thì cũng chỉ được mua tối đa 2 hộp mà thôi. Tuy nhiên gia đình tôi cũng chỉ cần mua một bình sữa và thêm 2 hộp trứng. Bởi với số thực phẩm này, chúng tôi đã có thể dùng trong 2 tuần. Do không còn nhiều khách tìm tới, phần lớn các cửa tiệm không phục vụ những mặt hàng và dịch vụ thiết yếu, đã tạm thời đóng cửa từ khoảng 2 tuần trở lại đây. Một số cửa tiệm ăn uống thì vẫn gắng gượng mở cửa, nhưng đều rất vắng vẻ và cũng đóng cửa sớm, đồng thời không phục vụ ăn tối tại tiệm như mọi khi. Những cửa tiệm ăn nhanh thì giờ cũng không phục vụ ăn uống trong tiệm để hạn chế tụ tập đông người. Nếu khách hàng muốn mua đồ ăn thì phải sử dụng dịch vụ mua và mang đi để đảm bảo an toàn, tránh sự lây lan của dịch bệnh. Không khí chung tại Mỹ hiện nay thì mọi người khá là bình tĩnh, không hốt hoảng. Tuy nhiên, phần lớn mọi gia đình đều tuân thủ rất là chặt chẽ khuyến cáo của nhà chức trách địa phương rằng hạn chế ra đường đến mức tối đa và tuân thủ những quy định về vệ sinh công cộng cũng như vệ sinh cá nhân để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Đây là một tuyến đường trung tâm ở ngoại ô thủ đô Washington vào giờ cao điểm. Có thể thấy người Mỹ hiện tại gần như tất cả đều không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Các bãi xe tại các khu chung cư vì thế luôn chật kín xe của các hộ gia đình. Và sự vắng lặng trên các tuyến đường cũng như tại các trung tâm thương mại như thế này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những tuần tới đây khi dịch bệnh do virus corona được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp tại Mỹ. Cuộc tập họp đáng lý ra được tổ chức vào tối 10 tháng 3 vừa qua tại Cleveland, Ohio để chúc mừng ứng viên chiến thắng đã bất ngờ bị hủy do lo ngại dịch COVID-19. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã liên lạc với đối thủ của mình, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont, người cũng đã hủy cuộc tập họp vì lo ngại COVID-19. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Bernie Sanders cùng những ủng hộ viên của ông vì những nỗ lực không biết mệt mỏi và sự nhiệt thành của họ. Chúng ta có cùng chung một mục tiêu và cùng nhau chúng ta có thể đánh bại Donald Trump. Các chuyên gia y tế tán dương bước đi này của hai ứng viên. Các cuộc tập hợp chính trị là địa điểm hoàn hảo để virus được phát tán. Những nơi này tập trung rất đông người. Ai cũng cảm thấy phấn khích với các ứng viên của họ. Họ ôm nhau, bắt tay. Người ta hò hét. Tất cả những yếu tố đó khiến virus dễ dàng phát tán. Hai ứng viên đã hủy cuộc tập họp sau khi tham vấn các quan chức y tế địa phương. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC khuyên cáo người dân Mỹ tránh tụ tập đông người, nhưng lại nói rằng quyết định có tổ chức các cuộc tập họp hay không còn tùy hoàn cảnh. Tôi không thể bình luận về các cuộc tập họp tranh cử, còn tùy thuộc tình hình, chúng ta đang ở trong tình trạng thay đổi liên tục, dịch bệnh đang biến chuyển hàng ngày. Cuộc tập họp gần đây nhất của Tổng thống Trump diễn ra hôm 2 tháng 3, và chiến dịch tranh cử của ông vẫn chưa hủy bất kỳ sự kiện đã được lên lịch nào. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, quyết định dừng hay tiếp tục các cuộc tập họp chính trị của Tổng thống Trump sẽ thay đổi từng ngày. Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập hợp tuyệt vời. Chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta đang đối phó với virus một cách tuyệt vời. Các viên chức tranh cử tại nhiều tiểu bang phải đau đầu với câu hỏi sẽ phải làm gì trong trường hợp chính quyền yêu cầu đóng cửa, khi mà trước mắt vẫn còn nhiều cuộc bỏ phiếu chọn ứng viên đại diện cho đảng. Đây là đại dịch mà chúng ta chưa hiểu hết được. Có vẻ nó có thời gian ủ bệnh lâu hơn một số loại virus khác. Vì vậy nên nó có thể lây lan trước cả khi người ta nhận ra rằng mình mắc bệnh. Hiện tại chúng ta vẫn không hoàn toàn nắm rõ được sự lây lan diễn ra như thế nào và dễ dàng ra sao. Trong khi đó, một số trường đại học đã hủy lớp, các cuộc hội thảo và các lễ hội bị ngừng vô thời hạn. Các công ty đang triển khai kế hoạch làm việc từ xa, cũng như các hình thức cách ly xã hội khác. Giữ gìn sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt. Xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int.
Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Lao động nặng nhọc để nhận những đồng lương còm cõi, đó là thực tế mà hàng triệu trẻ em trên khắp châu Phi đang phải đối mặt. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính có khoảng 73 triệu trẻ em châu Phi đang phải ra đời kiếm sống do tình trạng đói nghèo trên diện rộng, chiến tranh và thiếu khả năng tiếp cận giáo dục. Có những em mới chỉ vừa tròn 5 tuổi. Chúng ta đang đề cập tới những hình thức lao động có thể phá hủy tương lai của bọn trẻ khi chúng phải làm việc trong những môi trường có hại cho sức khỏe, ví dụ như các hầm mỏ, nơi lũ trẻ có thể mất mạng vì các vụ sập hầm. Và cho dù điều đó không xảy ra thì ngay việc hít bụi bẩn trong nhiều năm cũng sẽ khiến sức khỏe của các em gặp nhiều vấn đề về lâu về dài. Mustada A2, một cậu bé người Sudan bỏ học từ năm 12 tuổi, cậu buộc phải chọn giữa việc học và nuôi sống gia đình. Mẹ cháu vẫn thường nói sau này nếu khấm khá hơn cháu sẽ được đi học và trở thành bác sĩ, nhưng bỗng nhiên tình hình Sudan trở nên xấu đi. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, 85% lao động trẻ em ở châu Phi làm việc trong ngành nông nghiệp. Lao động trẻ em tại tất cả các ngành nghề đều phải đối mặt với những công việc nặng nhọc, làm việc trong thời gian dài, trong những môi trường nguy hiểm. Các nhà vận động nhân quyền cho biết thương tật không phải là vấn đề duy nhất. Còn có những tác động tiêu cực khác nữa bởi sự tự tôn của các em thấp. Bởi lúc nào, các em cũng phải nhận những lời chửi mắng từ giới chủ, khiến các em cảm thấy tự ti. Và thế là chúng ta có cả một thế hệ tự ti. Các chuyên gia cho rằng buộc trẻ em lao động không phải là giải pháp cho tình trạng đói nghèo. Các em không có cơ hội học hành, học các kỹ năng để có thể kiếm được một công việc đàng hoàng, trở thành một người lao động năng suất cao khi lớn lên. Một số chính phủ châu Phi, trong đó bao gồm bờ biển Nga, Mali, Rwanda và Nigeria, đã có những động thái nhằm giải quyết những hình thức bóc lột lao động trẻ em tồi tệ nhất, nhưng đó vẫn là chưa đủ. Nghèo đói, mù chữ, những hủ tục, định kiến tôn giáo là một trong nhiều lý do ảnh hưởng đến tính hiệu quả của những chương trình thế này. Các đại công ty của Hoa Kỳ như Apple, Google, Hershey, Nestle phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi bị cáo buộc thất bại trong việc ngăn chặn tình trạng lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng của mình. Các công ty này cho biết họ cam kết sử dụng những nguồn cung ứng không sử dụng lao động trẻ em. Liên Hợp Quốc đặt ra mục tiêu chấm dứt tình trạng lao động trẻ em trước năm 2025, một mục tiêu tham vọng cho châu lục có tỷ lệ lao động trẻ em cao nhất thế giới này. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình Học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is go undercover from the film Baywatch. This movie tells about lifeguards who work along the California coast. They also try to catch criminals. Listen for the saying, go undercover. Drugs, murder, dead body on our beach, and it all started once she took over. Some people are up to no good. We gotta go undercover. Yeah, undercover. Yeah, a little too undercover. So, what do you think the saying go undercover means? Is it we are covering our bodies or we are working in a secret way to catch criminals? Drugs, murder, dead body on our beach, and it all started once she took over. Some people are up to no good. We gotta go undercover. Yeah, undercover. Yeah, a little too undercover. Go undercover means we are secretly working to catch criminals. In the movie, the men are trying to catch drug dealers. To get information, they do what law enforcement officers sometimes do. They go undercover. That means they hide their true identity by acting like someone else.
And that is English at the Movies. I'm Anne Ball. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. Okay, Lucia, what are we discussing today? Well, I was thinking about going over a very common word that can be used as a noun, adjective, verb, or adverb. Is that okay with you? Sure, I'm okaying the topic. The word okay can be used in different ways and thus have different meanings. Americans use okay often in everyday conversation. Okay, as a noun, usually means approval or permission. The boss gave her the okay. As a verb, okay has a similar meaning. It means to approve. Although it is an informal expression, it is still often used in professional settings. She okayed the project. As an adjective, okay means fairly good or not bad. She is okay. Now, okay as an adverb is a bit different. How so? Well, adverbs are often used to show time, place, and manner. They are also used as discourse markers. Oh, yes. Those are words that organize a conversation. Words that show transitions, agreements, disagreements. Exactly. A common discourse marker is... okay. Right. Now, as a discourse marker, it has two common meanings. One is to acknowledge what the other person is saying. Okay, I got it. Like you just did. And the second is to show the end of the conversation. Okay, I got it. Welcome to the Voice of America's Newswords. This newsword was seen at this year's Washington Auto Show. Hybrid. The Washington Auto Show was filled with shiny new cars and, for fun, a car simulator. There was a lot of interest in the fully electric and hybrid electric cars. A hybrid is something that is formed by combining two or more things. A hybrid vehicle is one that is powered by both electricity and liquid fuel gasoline. In biology, a hybrid is an animal or plant produced from two different species. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin VOA Tiếng Việt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa.bạnlambao@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.